Người yêu ơi hãy tha thứ những lỗi lầm quá khứ. Nếu em còn yêu, đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là giông bão, anh phải sống thế nào? Tìm ai để chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Đừng lắm nước mắt khi buồn vì nhớ em. Chào em đang đâu vậy? Dạ, em xem phim hả? Biết sao nãy giờ anh đứng xa em không? Tại vì anh sợ anh bị cảm, anh lay qua cho em á. Em tên gì? Em tên Quỳnh Anh. Quỳnh Anh hả? Quỳnh Anh hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? 14 tuổi hả? Sorry em nha, đây là máy quay nha của anh nha. Là anh đang quay một cái clip gọi là anh thử đứng trong thang máy hát cho người lạ nghe mà lúc anh bị bệnh thử coi cái giọng hát anh như thế nào á. Thì em thấy anh bị cảm nhưng mà anh hát nghe có được không? Nó có ghê không? Hay là nó hay lắm hả? Là Quỳnh Anh có chơi Facebook không? Facebook em tên gì? Facebook tên Quỳnh Anh luôn. Chị lát nữa Quỳnh Anh giới kết bạn với anh nha. Kết bạn Facebook ha. Nếu mà ông thấy thì giờ Quỳnh Anh lấy lát nữa thì anh về Quỳnh Anh gõ 10 phút cái bản với anh thôi. Nếu như mà có dịp gặp lại, Phúc sẽ mời Quỳnh Anh đi xem phim với Phúc nha. Ha, Phúc mời em đi ăn nha, đi xem phim ha. Mời kẹp tay với em. Cảm ơn em nha. Sáng giờ chưa có gái đẹp mấy ông ơi. Sáng qua. Trời. Ba nè, tính sao Hằng ở bên Hằng bên bé Hằng đẹp đẹp mà bên Vĩnh á, còn trong thang máy điện thoại đâu ta, tự nhiên gọi điện như này. Alo biết em ai không? Biết mà anh có lưu số mà, chuyện gì vậy Hằng ơi? Chết cha, anh công việc quá trời, anh quên mất. Chết. Quên đồ, đang ở đâu không? Anh đang ở nhà. Ở nhà. Anh tại vì anh đang ở trong phòng tắm, đang tắm cho mấy đứa cháu dưới quê mới lên. Tắm đi con, qua đây. Tắm ở kỳ đất nè. Đâu làm gì có thang máy, anh đang tắm cho mấy đứa cháu trong trong toilet nè, nó còn à nè. Đã tối rồi, thang máy sợ đúng không? Rồi cảm ơn con. Trong thang máy à? Em không biết tìm ở đâu luôn đó. Dạ. Thôi sorry em nha, hôm nay bận quá không mà em xem phim vậy. Bây giờ thôi vậy, bây giờ em chạy qua đi, em chạy qua đi. Nhưng mà biết ở đâu không cái đã, từ biết ở đâu không chị? Chắc luôn. ok vậy nha. Rồi bao lâu em mới tới? Bao lâu mới tới? Ok Hằng nha. Ok. Trời ơi, hôm nay Hằng đẹp gái luôn, chủ động gọi điện cho tôi đi xem phim luôn á. Ngon à? Có lý vậy nha. Có lẽ em không biết là
nào, anh đã yêu em nhiều như thế nào, chính anh cũng không biết mình đã yêu em nhiều đến thế. Trái tim anh đang khóc thầm vì nhớ em người đâu có hay. Em cho anh hy vọng và cả sự chờ mong. Người đàn ông ban linh bỗng chốc trở nên yếu đuối. Có lẽ yêu em khiến anh đã không còn là chính mình. Trái tim nhỏ nhoi chỉ mỗi hình bóng em thôi. Đã chật trôi, đã lạc lối, anh không thể yêu ai nữa rồi. Em cho anh nước mắt và cả sự chờ mong. Người đàn ông ban linh bỗng chốc trở nên yếu đuối. Có lẽ yêu em khiến anh đã không còn là chính mình. Trái tim nhỏ nhoi. Em đang khóc thầm vì nhớ em người đâu có hay. Em
Hả? Sao màu tóc đẹp vậy? Em bữa về thấy màu tóc anh á là lạ hay hay hay. À là bắt chước dựng màu của anh đó hả? Dạ. Lâu lắm rồi anh mới được ngồi ăn kem với người đẹp á. Người đẹp. Nói chung là giờ là đối với anh là em là rất là đẹp đó, đẹp. Gặp nhau nữa. Hả? Noel mới gặp nhau. Noel gặp nhau. Noel 2022. Tự nhiên Noel năm nay 20 không gặp Noel 2022 là sao không hiểu. Thì đứa nào ăn nhanh hơn không? Chơi. Rồi, để đi. Bây giờ đứa nào ăn nhanh hơn thì sao? Yêu cầu đối phương làm một việc. Ok rồi. Được chưa? Không. Sao? Thực hiện mong muốn của đối phương nhưng mà không phải hôm nay và là lần gặp kế tiếp. Rồi. Ok. Ok. 1 2 3 Bắt. Mình cũng nghi rồi cho nên mình đã cố gắng mình ăn nhém nhém lại rồi. Anh thèm kem lắm, nó 5 ngàn một cây rồi. Nó nhìn quá trời kìa. Bé đó kìa. Nó chú này chắc chết đói mẹ ơi. Vừa dẫn phút hết coi những kiểu chết đói thật. Cọc thiệt. Anh cho chăm thêm 5 cây nha. Có 25 ngàn cây không? 50 ngàn. Mua được 5 cây. 25 cây là 250. Ok. Ăn không? Nói chung là hồi nhỏ. Anh có làm thêm bữa, dạ. Nói chung là hồi nhỏ thì anh ăn kem cũng nhiều á, cho nên giờ cũng không cần thiết ăn nhiều vậy đâu. Em ăn thì anh mua kem đó. Không, em đâu chết đói đâu, em ăn được tốn nè. Ta ăn biết tập. Có ai đâu à? Rút cái kem vô bảo học luôn. Bây giờ vậy đi, xù phì. Ai thua thì người đó phải ăn hết hai kem này luôn. Chơi không? Ghê quá à. Covid-19 hồi bộ Covid-19 phải ăn nước miếng nó cùng chứ. Không, anh ăn bằng cái răng không à. Ăn cái răng không đâu dính nước miếng đâu. Răng không dính nước miếng. Đúng rồi. Để răng dính nước miếng. Em đâu có miếng đâu, em miếng nó mới dính nha. Còn này là ăn. Đó, giờ đúng cái răng luôn rồi.